Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách cánh diều qua sách bài tập. Bài 12 bảng nhân 9. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp. Phép tính thứ nhất là 9 nhân 6. Rồi để nhẩm 9 nhân 6 thì các em nhẩm bắt đầu từ 9 nhân 1, 9 nhân 2, 9 nhân 3, 9 nhân 4, 9 nhân 5, rồi đến 9 nhân 6. 9 nhân 1 thì dễ rồi đúng không? Số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính số đó. 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân 2 thì các em lấy 9 cộng thêm 9. Nhẩm bảng nhân 9 thì chúng ta cộng thêm 9 nha. 9 cộng 9 bằng 18. Cứ như vậy các em lấy 18 cộng 9 bằng 27. 27 cộng 9 bằng 36. 36 cộng 9 bằng 45. Rồi 45 cộng 9 bằng 54. Tức là 9 nhân 6 bằng 54. Các em nối với số 54. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Rồi tương tự, chúng ta có 9 x 8 bằng 72. 9 x 3 bằng 27. 9 x 7 bằng 63. 9 x 5 bằng 45. 9 x 4 bằng 36. Bài tập số 2, các em điền số thích hợp vào các ô trống này. Số đã cho là 4, gấp số đã cho lên 9 lần. Tức là các em gấp 4 lên 9 lần. Muốn gấp 4 lên 9 lần thì các em lấy 4 x 9. Đúng không? 4 x 9. 4 x 9 bằng 9 x 4 và bằng 36. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Rồi tương tự, số đã cho là 6, gấp 6 lên 9 lần, thì các em lấy 6 nhân 9 bằng 54. 6 nhân 9 thì bằng 9 nhân 6 bằng 54. Rồi tương tự, 9 nhân 9 bằng 81. 10 nhân 9 bằng 9 nhân 10 và bằng 90. 8 x 9 bằng 9 x 8 và bằng 72. Bài tập số 3, viết phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ. Câu A. Ở đây mỗi nhóm chúng ta có mấy củ nhỉ? À, mỗi nhóm chúng ta có 9 củ. Ở đây là 9 củ cải nha. Ta có 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3. 9 x 3 bằng 27. B. Mỗi nhóm chúng ta có 9 cái vỏ ốc. 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5 và 9 x 6. 9 nhân 6 bằng 54. Bài tập số 4, câu A, đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Bắt đầu từ 9. 9 cộng 9 bằng 18. 18 cộng 9 bằng 27. 27 cộng 9 bằng 36. 36 cộng 9 bằng 45. 45 cộng 9 bằng 54. 54 cộng 9 bằng 63. 63 cộng 9 bằng 72. 72 cộng 9 bằng 81.
81 cộng 9 bằng 90. Câu B, các em điền số thích hợp vào các ô trống. Rồi, phép tính thứ nhất. 9 nhân mấy bằng 27? Các em nhẩm này. 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân 2 bằng 18. 9 nhân 3 bằng 27. À, ta có 9 nhân 3. Bằng cách nhẩm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần bài tập này nha. Rồi tương tự chúng ta có 9 nhân 5 bằng 45. 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân mấy bằng 54? À, 9 nhân 6. Rồi, 9 nhân mấy bằng 72? À, 9 nhân 8. 9 nhân 9 bằng 81. 9 nhân 2 bằng 18. 9 nhân 4 bằng 36. Bài tập số 5 câu E. Mỗi luống rau mẹ trồng 9 cây bắp cải. Một luống là 9 cây. Hỏi 6 luống rau như thế, mẹ trồng tất cả bao nhiêu cây bắp cải? 6 luống bao nhiêu cây? À, một luống là 9 cây. Vậy 6 luống thì em lấy 9 cây em gấp lên 6 lần. 9 gấp lên 6 lần thì ta có 9 nhân 6 đúng không? 9 nhân 6 bằng 54. Rồi các em viết câu trả lời như thế nào? 6 luống rau như thế, mẹ trồng tất cả số cây bắp cải là. Lần, 9 nhân 6 bằng 54 cây. Đáp số là 54 cây bắp cải. Câu B, các em kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9. À, có rất nhiều tình huống các em có thể kể. Thầy giáo ví dụ, mẹ cắm mỗi lọ 9 bông hoa. Để cắm 3 lọ hoa như vậy, mẹ cần 27 bông hoa. Ta có phép nhân là 9 nhân 3 bằng 27. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.